Xin chào các bạn, chúng ta tiếp tục chương 5 Giao tiếp LED LED 7 đoạn LCD Phím đơn, ma trận phím của vi điều khiển bit 16F887 Chúng ta tiếp tục cái nội dung thứ 5 Giao tiếp điều khiển LED đơn Chúng ta sang bài 503 8 LED Sáng tác dần, phải sang trái Yêu cầu của bài 503 như sau dùng viên điều khiển bit 16F887 giao tiếp với 8 LED. Hãy vẽ mạch, viết lưu đồ và chương trình điều khiển 8 LED đơn sáng dần, tắt dần, phải sang trái. Nói một cách ngắn gọn là sáng tắt dần, phải sang trái. Mục đích của bài này, thứ nhất là biết giải thích và vẽ được mạch điện. Thứ hai, biết tính toán, lựa chọn linh kiện. Thứ ba là biết phân tích vẽ lưu độ, sáng tắt dần, phải sang trái. Thứ tư là biết viết chương trình và quan sát kết quả. Trình tự thực hiện bài 503 này giống như bài đã trình bày 501, 502 thực hiện thông qua 5 bước. Và bây giờ chúng ta sẽ đi vào bước thứ nhất là vẽ sơ đồ. Sơ đồ mạch điện của bài 503 này thì cũng giống như bài 501, 502 chỉ khác là yêu cầu. Trong sơ đồ mạch điện này chúng ta sử dụng bậc đề giao tiếp với 8 led đơn. Và chúng ta sẽ thay đổi yêu cầu điều khiển là điều khiển 8 led đơn này sáng tắt dần phải sang trái. Chúng ta sang bước thứ hai là đi tính toán các cái linh kiện của mạch điện. Cũng giống như bài 502 thì cái sơ đồ mạch điện này không có gì mới. Cho nên cái việc tính toán các cái linh kiện ở trong sơ đồ này giống như bài 501. Cũng như các cái dữ liệu điều khiển mức không làm led tắt, mức một làm led sáng. Chúng ta có thể xem rõ hơn ở bài 501. Vì nó giống bài 501 cho nên ở đây không có trình bày lại. Nếu các bạn chưa xem bài 501 thì chúng ta nên xem bài 501. Bây giờ chúng ta sang bước thứ ba, chúng ta sẽ tiến hành vẽ lưu đồ theo yêu cầu của đề bài là điều khiển 8 led đơn sáng dần rồi tắt dần từ phải sang trái để cho các bạn dễ hiểu thì tôi có vẽ một cái lưu đồ chính và trong cái lưu đồ chính này có hai công việc đó là 8 led sáng dần phải sang trái công việc thứ hai 8 led tắt dần phải sang trái để giải thích hai cái yêu cầu này thì tôi có vẽ hai cái lưu đồ con và bây giờ chúng ta sẽ đi giải thích từng cái lưu đồ Lưu đồ chính thì bắt đầu chúng ta tiến hành cấu hình cho con vi điều khiển khởi tạo bọt khai báo biến. Rồi sau đó thì vào trong vòng lập chúng ta cho 8 led sáng dần theo chiều phải sang trái. Sau đó thì chúng ta sẽ cho 8 led tắt dần theo chiều phải sang trái và lặp lại. Để thấy rõ được cái công việc 8 led sáng dần phải sang trái thì chúng ta có cái lưu đồ này. 8 led sáng dọc phải sang trái. Chúng ta cho biến y bằng 0. Chúng ta dịch một vào phải của cái biến đề. Rồi sau đó chúng ta xuất cái biến đề ra bọt đề. Và khi chúng ta dịch một vào phải của biến đề này thì chúng ta sẽ được một led sáng. Ta xuất ra một đề, chúng ta sẽ thấy được một led sáng. Delay để nhìn thấy. Rồi sau đó chúng ta tăng Y lên là một Chúng ta kiểm tra cái điều kiện Y còn nhỏ hơn 8. Bây giờ y mới có một cho nên điều kiện này đúng. Chương trình sẽ quay lại tiếp tục dịch một vào phải của đề. Như vậy đến đây đề có hai số 1. Ta xúc đề ra một đề thì khi đó chúng ta sẽ được hai led sáng. Rồi lại delay rồi lại tăng y lên một nữa là hai Điều kiện vẫn còn đúng. Thế là quay trở lại tiếp tục dịch một vào phải của đề. Chúng ta sẽ được 3 bit 1 và xuất ra bọt đề sẽ được ba led sáng. Các led này sáng theo thứ tự R D 0 1 2 và cứ thế cho đến khi y bằng 8 thì khi đó 8 led đã sáng. Từ led thứ 0 đến led thứ 7. Và khi đó điều kiện này không còn đúng nữa sau khi đã sáng 8 led thì nó sẽ kết thúc. Sau khi đã làm cho 8 led sáng dần rồi thì chúng ta sẽ thực hiện công việc điều khiển 8 led tắt dần. Chúng ta cũng thực hiện tương tự nhưng lần này chúng ta dịch không vào phải của đề. Hồi nãy chúng ta dịch một vào làm sáng LED. Bây giờ chúng ta đã làm cho 8 LED sáng rồi. Thì chúng ta sẽ tiến hành tiến hành dịch bit không vào sẽ làm cho các LED tắt dần. Như vậy chúng ta đã hiểu được cái lưu đồ điều khiển 8 LED sáng dần rồi tắt dần theo chiều phải sàn trái. Để thấy rõ được cái lưu đồ này thì chúng ta có thể xem phần chương trình. Và bây giờ chúng ta sẽ sang bước thứ tư Chúng ta đi nghiên cứu chương trình của bài 8 led sáng dần, tắt dần phải sang trái. Ba hàng đầu tiên giống như bài 501 và 502. Hàng thứ nhất là khai báo thư viện của con bit 16F887. Hàng thứ hai là khai báo cấu hình, không sử dụng bộ định thời giám sát, tức là no watch dot timer. Bao up timer là sử dụng bộ định thời chờ điện áp ổn định. HS là chọn dao động ngoại tần số cao. 4MHz đến 20MHz. No Protect là không bảo vệ code đã lập trình. No Low Voltage Programming là không sử dụng chế độ lập trình điện áp thấp. Hàng thứ ba là khai báo delay liên quan đến Thạch Anh sử dụng tần số xung dao uh, động Thạch Anh 20MHz. Inside INT8ID chúng ta khai báo hai biến Y và D kiểu số nguyên 8 bit không dấu nằm trong giới hạn từ 0 đến 255. Như vậy so với bài 502, chúng ta có thêm biến đề. Voiman là chương trình chính. Và bây giờ chúng ta đi phân tích các lệnh của chương trình chính. Set d 0x00. Lệnh này có chức năng là thiết lập cho bọt đề là bọt out, Cả 8 bit đều là xuất dữ liệu ra. Gán miếng d bằng 0x00. Output đề đề số giá trị D đang bằng 00 ra một D và khi đó 8 LED từ LED0 đến LED7 sẽ tắt. Delay 500ms. Bây giờ đến vòng lặp while trong vòng lặp này chúng ta có hai công việc và công việc thứ nhất là chúng ta điều khiển 8 LED sáng dần lên. Công việc thứ hai là điều khiển 8 LED tắt dần. Và ở đây tôi cho các bạn cái dữ liệu ban đầu của D là 8bit0 như phần Voidman đã trình bày và bây giờ chúng ta sẽ xem ở đây có vòng lọc for với biến y bằng 0 giống như trong lô đồ y bằng 0 điều kiện y nhỏ hơn 8 ở đây y nhỏ hơn 8 y cộng cộng chính là tăng y và trong vòng lập for này như chúng ta sẽ thực hiện 3 lệnh với vòng lập for này với các thông số này thì vòng lọc for này sẽ thực hiện 8 lần Lệnh đầu tiên nó sẽ thực hiện đó là D được gắn bằng D dịch trái đi 1 rồi cộng với 0x01. Lệnh này chúng ta đã học ở chương 4 khi chúng ta học về ngôn ngữ lập trình C. Lệnh này có chức năng là dịch 1 vào bên phải của D. Kết quả chúng ta sẽ được 00, tức là ban đầu D bằng 8 số 0. Và bây giờ chúng ta đã đẩy được một số 1 vào bên phải của cái biến đề này và khi đó một số 0 ở bên trái sẽ mất đi, dịch mất đi. Sau đó chúng ta sẽ xuất cái giá trị D có 7 số 0 và một số 1 này ra bọt D. Nó sẽ làm cho một lấy sáng. Rồi tiến hành delay 500 mili giây. Sau khi thực hiện xong delay thì Y sẽ tăng lên 1 là bằng 1. Nhỏ hơn 8 cho nên ba lệnh này tiếp tục được thực thi. Và lần này thì D sẽ tiếp tục dịch thêm mức 1 vào bên phải. Kết quả chúng ta sẽ được hai số 1. Và lại xuất cái dữ liệu D ra 8 led, tức là ra một D điều khiển 8 led. Chúng ta sẽ nhìn thấy được hai led sáng. Rồi lại tiếp tục delay, rồi lại tăng y, rồi lại dịch tiếp. Kết quả chúng ta được 3 số 1. Và cứ thế, chúng ta sẽ làm lần lượt. Và sau khi thực hiện xong cái vòng lập for 8 lần này, thì kết quả là biến đề bây giờ là 8 số 1 và khi đó 8 led sẽ sáng hết. Đồng thời cái điều kiện y bây giờ bằng 8 rồi cho nên cái điều kiện này không còn thỏa nữa và vòng lập for sẽ kết thúc. Như vậy thì cái vòng lập for này chúng ta đã thực hiện công việc là làm cho 8 led sáng dần lên từ phải sang trái. Tức là chúng ta đã dịch mức 1 vào. Và bây giờ chúng ta đến công việc thứ hai chúng ta sẽ làm cho chúng tắt dòng. Thì chúng ta cũng thực hiện một cái lập, vòng lọc pho giống như ở trên. Chỉ khác là cái lệnh dịch dữ liệu D sang trái một bit không có cộng với 0,1 nữa. Bản chất của cái lệnh dịch này là nó đẩy số 0 vào bên phải và bit tận cùng bên trái sẽ mất đi. Như vậy dữ liệu trước đó của D là 8 số 1, bây giờ lệnh dịch này nó sẽ đẩy số 0 vào và số 1 toàn cùng bên trái sẽ mất đi. Ta lấy dữ liệu D này chúng ta xuất ra bọt D. Kết quả chúng ta sẽ tắt dòng một led từ bên phải. Rồi lại delay, rồi lại tăng y, rồi lại tiếp tục dịch thêm một lần nữa chúng ta sẽ được hai số 0. Như vậy đến đây hai led tắt dòng. Và cứ thế, vòng lập for này tiếp tục tăng biến y và thực hiện dịch mức không vào cho đến khi chúng ta thực hiện xong cái vòng lập for này thì 8 lần chúng ta được kết quả là cuối cùng D sẽ bằng 8 số 0 và khi đó 8 led đã tắt dần hết rồi, tắt hết rồi. Và như vậy thì vòng lập for cũng kết thúc luôn. Với vòng lập while true này thì sau khi kết thúc cái vòng lập for thứ hai thì chương trình sẽ quay trở về lại thực hiện cái vòng lập for thứ nhất lại và khi đó nó sẽ tiếp tục làm cho 8 led sáng dần lên trở lại. Rồi sau đó tiếp tục thực hiện vòng lập for thứ hai, 8 led sẽ tắt dọc và cứ thế nó làm mãi. Cho đến khi nào chúng ta cúp điện thì chương trình mới ngừng vì mất điện. Như vậy tôi đã giải thích xong chương trình cho các bạn rõ. Và chương trình được viết dựa vào cái lưu đồ này. Lưu đồ này cũng giúp cho bạn hiểu rõ được chương trình. Cùng với các cái dữ liệu tôi cung cấp ở đây, chúng ta thấy được cái quá trình dịch mức 1 vào cũng như cái quá trình tắt dần chúng ta dịch mức không vào. Mọi thứ được trình bày một cách rất là rõ ràng. Và bây giờ chúng ta sẽ sang bước thứ năm chúng ta quan sát kết quả trên 8 LED. Giống như bài 501 và 502, chúng ta sử dụng một đề kết nối với 8 LED đơn thông qua một cái dây bớt. Đây là cái dây bớt để giao tiếp với cái mạch nạp BigKid và chương trình đã được nạp vào bộ nhớ của con vi điều khiển này. Và bây giờ chúng ta chỉ quan sát 8 led sáng dần lên rồi tắt dần từ phải sang trái Như vậy mạch đã hoạt động đúng theo yêu cầu Rồi như vậy tôi đã quay một cái đoạn ngắn Cho các bạn thấy được à, 8 led sáng tắt dần phải sang trái Như vậy thì bài 503 đã trình bày xong Các bạn xem những cái gì chưa rõ ở bài này Chúng ta trao đổi thêm cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và xin mời các bạn tiếp tục xem các video tiếp theo và nhớ bấm like bấm đăng ký subscribe